Căn nhà hoang gần công ty của Minh xưa nay nổi tiếng bị ma ám, rất nhiều lời đồn đáng sợ được người ta lan truyền. Không biết là thật hay giả, nhưng mỗi lần đi ngang qua, Minh đều không dám nhìn vào bên trong. Vậy mà hôm nay, Ngọc lại rủ Minh đến đó để chơi một trò chơi. Ngọc là người mà Minh đã yêu thầm từ rất lâu, nên cậu không nỡ từ chối, thu hết can đảm mà nghe theo. Có điều khi đến nơi rồi, Minh mới chợt nhận ra còn có hai người nữa được mời tới. Đó là Tâm và Hằng. Hai đứa yêu nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nghe đâu còn chuẩn bị đám cưới. Ngọc gọi mọi người tập trung lại, xoay quanh một cái bàn cũ kỹ trong nhà, bảo tất cả đặt tay lên trên, rồi cất tiếng nói. Luật chơi rất đơn giản, đến lượt của ai, người đó sẽ đặt một câu hỏi. Câu hỏi chỉ được liên quan đến những người có mặt ở đây. Ai biết đáp án sẽ trả lời cho người đó. Đổi lại, người đó cũng phải nói ra một bí mật của mình. Thằng Tâm cười cười nói, làm sao biết được câu trả lời là thật hay giả đây? Trò chơi này thật quá vô vị Ngọc à. Ngọc lạnh lùng đáp, hồn ma trong căn nhà này sẽ đảm bảo điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ oẳn tù tì xem ai là người hỏi trước. Dĩ nhiên không ai tin lời Ngọc nói, nên vẫn vui vẻ oẳn tù tì. Chỉ có Minh là cảm thấy bất an. Tâm chiến thắng nên được hỏi trước. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói, Ngọc, rốt cục hôm nay bà kêu bọn tôi tới đây mục đích để làm gì? Đột nhiên mắt của Ngọc trở nên đục ngầu, giọng nói cũng thay đổi, để tất cả chúng ta biết được bí mật của nhau. Dứt lời, Ngọc trở về như bình thường, ai cũng hoảng hồn ngơ ngác. Hằng run run hỏi, Ngọc, vừa rồi, bà bị gì vậy? Ngọc cười cười thản nhiên đáp, hồn ma trong căn nhà này sẽ nhập vào và buộc chúng ta phải nói ra sự thật khi được hỏi. Cậu đã có được câu trả lời của tôi rồi Tâm à. Giờ đến lượt cậu, hãy cho tôi biết một bí mật của cậu đi. Ngay lập tức, Tâm như bị ai đó điều khiển. Hai mắt mở to trừng trừng, giọng khàn khàn nói, tôi không hề yêu Hằng, tôi chịu kết hôn chỉ bởi vì nhà của ta giàu mà thôi. Hóa ra Ngọc không hề nói đùa, quy luật của trò chơi là có thật, biết một bí mật của người khác thì phải cho đi một bí mật của mình. Minh, Hằng, Tâm lúc này đã quá hoảng sợ, định bỏ chạy thì Ngọc đột nhiên thét lớn, một khi trò chơi đã bắt đầu, bất cứ ai rời khỏi đều sẽ chết. Lúc bấy giờ đến lượt Hằng đặt câu hỏi. Hằng cũng rất sốc khi vừa nãy Tâm đã thú nhận vì tiền nên mới chịu kết hôn với cô. Nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau, cô nhất định phải nghĩ ra cách kết thúc trò chơi quái đản này. Cô nhìn Ngọc cất tiếng hỏi, làm sao mới có thể dừng trò chơi này lại? Hồn ma tiếp tục nhập vào người Ngọc, gằn giọng trả lời, trò chơi chỉ có thể dừng lại khi biết được ai là kẻ đã chết trong căn nhà này. Minh, Tâm, Hằng đều ngơ ngác, nghĩa là trước đây đã từng có ai đó chết trong căn nhà hoang này, nhưng người đó thì có liên quan gì tới họ? Hằng đã có được câu trả lời, nên cô ta phải cho đi một bí mật. Hồn ma nhập vào khiến mắt của Hằng chuyển sang màu đục, cô lạnh lùng nói, tôi đã nói xấu Minh với cha của mình, để Tâm thay thế anh ấy ngồi vào vị trí quản lý. Nghe được bí mật này, Minh chán dán mặt mày. Ngọc, Minh và Tâm vốn làm việc cho công ty cha của Hằng. Hóa ra đây chính là nguyên nhân Minh bị điều sang bộ phận khác, phải khổ sở lao đao suốt một thời gian dài. Trái ngược với Minh, Tâm lại tỏ ra đầy cảm kích, quay sang nói với Hằng, thì ra là vậy, anh cảm ơn em, anh xin lỗi. Hằng lúc này đã trở lại bình thường, giận dữ quát lớn, anh im đi, sau chuyện này tôi sẽ kết thúc với anh. Tiếp theo là đến lượt Ngọc, cô mỉm cười một cách bí hiểm rồi đặt câu hỏi, hôm sinh nhật tôi cách đây 3 tháng, tôi có nhận được một tấm thiệp của Minh đặt trong học tủ bàn tôi tại công ty, hẹn tôi gặp mặt ở ngôi nhà hoang này sau giờ làm. Khi tôi tới nơi, đã có kẻ đánh ngất rồi làm nhục tôi. Rốt cục đó là ai? Minh giật nảy mình. Đúng là hôm đó cậu có đặt tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vào học bàn của Ngọc, nhưng tuyệt nhiên không hẹn cô đến căn nhà hoang này. Mọi người quay sang nhìn Tâm, cậu ta lại tiếp tục bị hồn ma nhập vào, lạnh lùng khai ra, là tôi. Tôi đã theo đuổi Ngọc nhiều lần nhưng không được. Hôm đó nhìn thấy Minh bỏ thiệp vào học bàn, tôi đã ghi thêm mấy chữ nữa và hẹn cô ấy tới đây. Sau đó, cả ba đều nhìn Tâm dán mắt đầy giận dữ và kinh tởm. Có phải đây chính là nguyên nhân chính khiến Ngọc tổ chức trò chơi này? Hóa ra Tâm đã lợi dụng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của Minh, viết thêm mấy dòng để dụ Ngọc tới căn nhà hoang gần công ty để đánh ngất rồi làm hại cô. Bây giờ hắn đã bị hồn ma nhập vào, lớn tiếng thừa nhận. Hành động xấu xa bị bại lộ, chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Theo luật, đến lượt Ngọc phải nói ra một bí mật của mình. Nhưng lần này hồn ma lại không nhập vào, nước mắt cô rơi lã chả, nghẹn ngào nói, tôi biết Minh thầm yêu tôi đã lâu, vốn chỉ chờ anh ấy tỏ tình là sẽ đồng ý ngay. Nhưng sau chuyện ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình không xứng đáng nữa, nên quyết định cự tuyệt, đẩy ảnh ra xa. Kết quả khiến ảnh tự sát tại nhà riêng. Minh sững sờ lùi lại. Hóa ra từ nãy tới giờ chỉ có ba người là Ngọc, Tâm, Hằng đứng nói chuyện với nhau, còn cậu căn bản chỉ là một hồn ma, không ai nhìn thấy,
không ai nghe được. Bí mật Ngọc nói ra khiến Minh bị chấn động. Từ từ nhớ lại chuyện 3 tháng trước, cha mẹ thì gặp tai nạn qua đời, công việc thì lận đận, ngay cả người yêu thương nhất cũng từ chối cậu, kết quả nghĩ quẩn mà tự sát. Ngọc từ từ nhìn về phía Minh, thông thả nói, giờ đến lượt anh đó, hãy hỏi điều mà mình muốn biết đi. Hóa ra từ nãy tới giờ, chỉ có một mình Ngọc là nhìn thấy Minh. Tâm và Hằng đều thất kinh hồn vía, ngơ ngác không biết Ngọc đang nói chuyện với ai. Minh như đoán ra được điều gì đó, giọng cậu run run hỏi, rốt cục ai là người đã chết trong căn nhà này? Ngọc mỉm cười, từ từ kéo chiếc bàn ra, để lộ cái xác của cô nằm co quắp bên dưới. Cô đã tự cắt cổ tay, dùng máu vẽ hình bùa ngải gì đó quằn quéo trên mặt đất. Trong góc nhà còn có hai cái xác nữa, đó là Tâm và Hằng. Ngọc đã sớm lên kế hoạch trả thù từ sau cái chết của Minh, hẹn Tâm và Hằng đến đây và giết chết họ ngay từ lúc đầu. Chỉ là họ cũng giống như Minh, chưa nhận ra mình đã chết mà thôi. Về mặt cơ bản, trò chơi này nãy giờ chỉ toàn ma chơi với nhau, bí mật cũng là tự họ khai ra mà thôi. Theo quy luật, đến lượt Minh nói ra bí mật của mình, cậu chỉ có duy nhất một bí mật mà thôi. Minh nghẹn ngào nói, Ngọc, rất tiếc bây giờ mới có thể nói ra, mình thật sự rất thích cậu. Vậy là Simon đã kể xong câu chuyện Ai đã chết rồi đó. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận cho Simon biết nha.